Hello, Bruce vui xin thân ái chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về à, vấn đề về đề tài là lương hưu ở đức ha. Bởi vì có một bạn à, hỏi mình là chia sẻ về lương hưu thì bạn ấy nói là à, anh con đã học nghề xây dựng 3 năm và con cũng sẽ theo học giờ con muốn Uh, tìm hiểu là nếu mà con học nghề 3 năm xong con về Việt Nam á uh, nghĩa là học xong học nghề xong nhưng mà không ở Đức mà về Việt Nam thì uh, là thì tại vì trong lúc mình học nghề mình đã đóng cái quỹ lương hưu ở Đức rồi các bạn ha thì liệu mình học nghề 3 năm xong mình về Việt Nam thì cái lương hưu đó người ta tính như thế nào người ta tính thế nào mình không biết luôn <laughs> mình nói thật sự là Uh, trong 3 năm đó là bạn phải đóng có lương hưu rồi uh, Chắc chắn rồi Nhưng mà uh, Bây giờ mình nói những gì Mình biết về 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 lương hưu nha Chứ còn mình chưa nghĩ hưu Mình cũng không biết rành lắm đâu Mình không uh, Mình chỉ biết những gì khi báo Mình đọc báo chí uh, Thì mình biết được qua báo chí Đức người ta đăng vậy thôi ha Còn mình uh, muốn biết hơn nữa Mình phải lên cơ quan mà phụ trách về lương hưu ở Đức á, nhưng mà mình chưa tới tự hưu cho nên mình cũng không có lên đó làm gì bây giờ là câu đầu tiên là làm bao lâu mới được nhận lương hưu thì nước Đức, Đức quy định là bạn phải đóng ít nhất là 5 năm vào quỹ lương hưu thì mới bạn mới được lãnh lương hưu đó à, bạn đi học ngày 3 năm rồi bạn về việt nam như vậy là bạn không được lãnh lương hưu rồi đó Nên là bạn phải đóng được 5 năm cái đó là chờ bạn về hưu bạn mới được lãnh còn bây giờ cái lương hưu á, là nước đức chỉ giữ cho bạn thôi vì lương hưu là của bạn đó là tiền của bạn à, thì như vậy á, nếu học nghề 3 năm rồi về việt nam luôn thì bạn phải ra hỏi cái uh, nơi mà À, người ta phụ trách về lương hưu á ở nước Đức này sẽ có những cái nơi đó à, bạn chỉ cần lên mạng bạn bấm vào à, khi nào bạn lưu trú ở thành phố nào bạn bấm vào à, ở thành phố đó lương hưu phụ trách nằm ở đâu á thì nó sẽ hiện lên rồi bạn mới ra đó bạn liên hệ bạn hỏi ha bạn hỏi là tôi học xong rồi tôi về luôn thì bây giờ lương hưu của tôi như thế nào đây thì người ta sẽ hướng dẫn bạn ha Còn mình thì không biết rồi Cái vụ này mình không biết Rồi thứ nhất là Là bao lâu mới được nhận hưu trí Là bạn phải đóng ít nhất là 5 năm Thì mới được hưởng lương hưu Tức là 60 tháng à, Nhận được bao nhiêu Thì lương hưu á Nhận được bao nhiêu thật sự là không ai biết Bởi vì á Bạn có Làm À, lúc thì lương mình có cố định đâu. Nếu mà lương mình cố định từ uh, lúc mình đi làm cho tới lúc mình nghỉ hưu luôn thì mình còn biết là người ta nói là khoảng là sáu mươi mấy phần trăm của lương cầm tay á. Đó. Tức là nếu mà nhận 100% á ha. Còn nếu bạn nghỉ lương nghỉ non á, tức là bên Đức bây giờ người ta quy định đó là nam tới 67 tuổi tức là mình à, mình phải làm tới 67 tuổi mà mới được nghỉ hưu các bạn mới được lãnh lương hưu còn nữ phải tới 65 đó thì mới lãnh lương hưu thì nếu ai về hưu non tức là về trước cái tuổi này thì vẫn được lãnh lương hưu nếu người đó đã đóng 5 năm có ít nhất 5 năm nhưng mà sẽ không được lãnh 100% ví dụ như mình nói Lương hưu là tính là chẳng hạn như là 67% của lương cầm tay đi. Ví dụ lương cầm tay bạn là 1000 euro một tháng đi thì lương hưu của bạn sẽ là 670 euro một tháng. Với điều kiện là bạn về hưu đúng tuổi, còn bạn về trước tuổi là bạn về hưu non á, thì cái cái mức 67% sẽ không không có đâu mà bạn bị tuột xuống. Tuột xuống bao nhiêu thì cái cơ quan mà tính lương hưu họ sẽ tính Đó, mình không biết được. À, thì thường người Đức cũng vậy ngay cả người Đức họ cũng sẽ đến cái cơ quan đó họ hỏi coi là họ được lãnh bao nhiêu. Đó, nhưng mà cái đó là cái trước đây còn hiện tại mình nói các bạn luôn là hiện tại là mỗi năm người ta đã thay đổi rồi mỗi năm cái quỹ lương hưu á người ta sẽ gửi một cái giấy thông báo về cho các bạn nói là với cái mức đóng của bạn như hiện tại tới cái thời điểm mà bạn nghỉ hưu thì á, lương hưu của bạn cũng sẽ là được lãnh nhiêu đây đó Thì bạn yên tâm luôn Bây giờ là người ta sẽ Ngày trước là nhận được bao nhiêu không biết Còn bây giờ mỗi năm là quỹ lương hưu Sẽ gửi về và thông báo cho bạn biết luôn là lương hưu của bạn là bao nhiêu Đó Người ta thông báo luôn là ví dụ ngay thời điểm này Mà bạn ngưng lại bạn không đóng nữa Thì lương hưu của bạn sẽ là nhiêu này đó, ví dụ chẳng hạn là 200 euro một tháng thì bạn còn trẻ mà ừ, Bạn đóng mới có là 5 năm mười năm gì đó thì người ta nói là uh, lương hưu của bạn sẽ là hai uh, trăm hay bốn trăm gì đó một tháng còn nếu bạn vẫn tiếp tục đóng những mức này cho tới lúc bạn về hưu thì lương hưu của bạn sẽ là một ngàn mấy hai ngàn gì đó vì bạn đóng nhiều lên mà bạn đóng lâu năm thì bạn đóng nhiều thì sẽ tăng lên nhưng mà người ta nói trước luôn đó người ta nói là thời điểm hiện tại mà ngưng không đóng nữa thì khi về hưu sẽ được lãnh nhiều đây còn nếu mà vẫn đóng nữa cho tới lúc về hưu thì được lãnh nhiêu đây. Đó, bây giờ là người ta rất rõ ràng, nói rõ luôn. Ha. Này tại sao người ta nói như vậy? Tại vì có nhiều khi là bạn bị tai nạn lao động gì đó, bạn không làm việc được nữa, hoặc là bạn bị bệnh không làm được việc nữa, đó, thì người ta nói thẳng, nói rõ ràng luôn. hoặc là bạn không thích đóng nữa, bạn ra tự ra hành nghề, bạn không đóng nữa thế bên đức này có cái quy định như là hồi trước mình có nói là mình có cách né để đóng lương hưu ha tức là có hai cách né đóng lương hưu một là bạn chỉ làm 450 euro một tháng thôi là bạn không phải đóng lương hưu ha hai là bạn tự hành nghề thì nước đức có quy định là những người tự hành nghề họ có quyền đóng lương hưu hoặc là có quyền không đóng đó thì À, lương hưu như mình nói á, là nước đức chỉ giữ đó giùm bạn thôi ở việt nam là có tình trạng là thời covid gây khó khăn á thì người ta đã rút uh, bảo hiểm xã hội một lần đó ở việt nam mình gọi là bảo hiểm xã hội à, đó là lương hưu của bạn rút một lần bởi vì họ cần tiền quá còn ở đức này là không được phép ở đức không cho các bạn đấy như vậy thì bạn nói như vậy là nước Đức dở hơn Việt Nam Việt Nam cho rút một lần tôi cần tiền tôi xài bây giờ sau Covid tôi không có việc làm hoặc là trong lúc Covid tôi không có việc làm kinh tế eo hẹp như vậy mà không cho tôi lãnh ra trong khi cái tiền lương hưu của tôi tôi đóng có Việt Nam cũng quy định là bạn phải đóng 20 tháng hay bao nhiêu á thì bạn mới được có cái lãnh bảo hiểm xã hội một lần ha nhưng mà đức không cho đức không được phép bạn chưa tới tuổi về hưu là bạn không được hưởng lương hưu như vậy bạn nói vậy đức dở hơn rồi tôi đóng tại sao không cho tôi lấy hả nhưng mà đức người ta dở chỗ này người ta, người ta hay chỗ khác tức là nếu bạn chưa tới tuổi về hưu mà bạn cần tiền hả? mà bạn nghĩa là bạn bị một cái vấn đề gì đó chẳng hạn như covid vừa rồi bạn không đi làm được hả? không có thu nhập thì nước đức sẽ nuôi bạn trong cái thời gian chờ đợi cho tới tuổi lương hưu là nước Đức sẽ tài nghĩa là quỹ an sinh xã hội của Đức sẽ nhảy vào trả tiền nhà cho bạn nè cho bạn tiền ăn nè nghĩa là cho bạn tiền sinh hoạt phí đó hiện tại là một tháng là khoảng 500 euro cho một người á tức là tiền nhà bạn không phải trả mà nước Đức sẽ trả bảo hiểm y tế nước Đức sẽ trả Đấy, là bạn vẫn được đi khám chữa bệnh không mất tiền. Tức là bảo hiểm y tế nhà nước trả rồi. Rồi nhà nước cho bạn luôn tiền để sinh hoạt phí hàng tháng nếu bạn có con thì vẫn là được lãnh tiền con ha. Vợ chồng thì mỗi người sẽ được lãnh bao nhiêu tiền đó mức sống tối thiểu đó ha. Nhưng mà bạn không được đụng đó lương hưu, lương hưu nước Đức là không cho bạn lấy ra trước là khi bạn về hưu không được lấy ha. Thì người ta không được không cho bạn đụng nhưng mà người ta sẽ trợ cấp cho bạn trong lúc mà bạn chưa về hưu đó ha à, cho nên là lúc đầu mình nghĩ là dở hơn Việt Nam vì Việt Nam cho rút ra nhưng mà Việt Nam cho rút ra rồi thì khi bạn về hưu bạn không có lương hưu còn mới Đức không cho rút ra mà những Đức sẽ nuôi bạn lúc đó rồi chờ cho đến lúc bạn về hưu thì bạn có lương hưu ha thì bạn hỏi mình lương hưu được nhận trong bao nhiêu năm Thì luật đất đức và luật ở Việt Nam cũng vậy luôn Lương hưu là bạn nhận từ lúc về hưu cho tới lúc bạn qua đời Đó, ví dụ bạn về hưu lúc bạn là 67 tuổi như luật ở Đức ha Ở Việt Nam là 60 ha, bây giờ tăng lên là 62 Đối với nam, 60 đối với nữ Thì khi bạn về hưu ở Đức là 67 đối với nam đi, 65 đối với nữ đi mà bạn sống tới 200 tuổi thì lương hưu vẫn trả điều cho tới lúc bạn 200 tuổi ha. Tức là lương hưu trả cho tới lúc bạn qua đời. Đó. Bạn khi đã có lương hưu, lãnh lương hưu là lãnh tới lúc qua đời Không đóng gì nữa, cứ lãnh hoài như vậy ha. Chứ không, bạn không phải lo lắng là được nhận trong bao nhiêu năm. Bạn nhận suốt đời luôn. Đó là nếu bạn vẫn ở nước Đức mà bạn có quốc tịch hoặc bạn được uh, cư trú vĩnh viễn ha còn nếu bạn về việt nam luôn thì vấn đề là mình sẽ nói tiếp tục ở dưới bởi vì có nhiều người học nghề là không biết nên ở hay về cho nên cái vấn đề, vấn đề lưng hưu này là nó lớn tấn ha? thì uh, hồi trước á, mình có biết là trước khi mà chương trình uh, du học nghề nước uh, Đức, Đức giờ dự định mở rộng với Việt Nam thì uh, họ đã cho những uh, uh, người phụ trách về lương hưu á, về để đàm phán với Việt Nam về vấn đề lương hưu với Việt Nam ha các bạn ha nên các bạn yên tâm về cái lương hưu của bạn đi là đã được chính phủ hai bên thỏa thuận rồi đó cho nên bạn cứ yên tâm họ thỏa thuận như thế nào mình không biết đâu nhưng mà mình biết là đã có sự thỏa thuận giữa hai chính phủ để bảo đảm rằng lương hưu của bạn sẽ được chính phủ đức uh, chi trả thỏa đáng cho bạn ha đúng với cái gì với đúng với những gì bạn đã đóng ha thì mình nói tiếp là lương hưu ở Đức á, bạn sẽ được lãnh 100% khi bạn có đóng ít nhất là 40 năm và quỹ lương hưu. Nếu bạn đóng ít hơn 40 năm á, thì bạn không được lãnh 100% mà bạn được lãnh ít hơn. Đó là chuyện bình thường. ha Hả? Thì như mình nói rồi, mỗi năm bạn sẽ được nhận được thông báo đó cho nên bạn cứ yên tâm là được lãnh bao nhiêu là bạn biết rồi Khỏi cần tính là bao nhiêu phần trăm Như cái thời xưa nữa Bây giờ nước Đức là Người ta minh bạch rõ ràng vậy luôn Cho người đi làm họ biết luôn ha Thì có những cái trường hợp là Người ta về hưu non Mà vẫn được lãnh 100% lương hưu nha các bạn là mình biết bởi vì mình có quen một chú là chú ấy làm trong quân đội chú ấy là sĩ quan huấn luyện thì chú ấy làm chỉ tới 45 tuổi là chú ấy nghỉ hưu đó chú nói trong quân đội là tới 45 tuổi nghĩa là phục vụ 20 năm trong quân đội thì được phép nghỉ hưu bây giờ chú nghỉ hưu chú không có làm chú xuống nhà đi tập yoga thôi chú sợ béo phì chú kể mình nghe là Tôi chỉ làm tới 45 tuổi tôi được phép nghỉ hưu rồi. <laughs> làm trong quân đội sướng vậy ha, làm bên lực lượng công an hay quân đội gì người ta có những quy định riêng. Rồi mình có biết một anh là anh làm ở dưới mỏ kali khai thác kali mỏ kali dưới lòng đất á thì ảnh cũng cho mình biết là những người thợ mỏ làm lâu ở dưới như anh á là chỉ tới 45 hay 50 gì đó là được nghỉ hưu, lãnh 100% lương hưu ha các bạn ha. Đó là những cái những cái ngành nghề độc hại và những ngành nghề đặc biệt như trong quân đội thì được nghỉ hưu sớm hơn và được hưởng lương 100% lương hưu chứ không bị như là những người là đi làm bình thường như mình nghỉ sớm sẽ bị tuột lương hưu gọi là hưu non. thì nước đức quy định lương hưu là bạn không được lãnh ra một lần như là ở việt nam là lãnh mà, mà bảo hiểm xã hội á không được lãnh ra một lần mà bạn sẽ lãnh hàng tháng cho đến lúc bạn qua đời luôn đó tức là như vậy những nước không cho lãnh ra một lần nhưng mà bạn vẫn được lãnh ra một lần à, mình sẽ để nói ở dưới Rồi mình nói là lương hưu bạn được lãnh cho tới suốt đời ha. Nhưng mà nếu chưa tới tử hưu mà cái người đóng lương hưu đó đã qua đời. Mà họ không có gia đình, không có con cái. Thì cỡ như là họ không, không được hưởng. <laughs> lương hưu không gửi xuống âm phủ được các bạn. <laughs> lương hưu chỉ để cho người ở dương thế thôi ha. Đó. Cho nên là bạn nên giữ gìn sức khỏe để sống lâu để lãnh lương hưu nha. Bây giờ ví dụ anh ấy đóng 39 năm lương hưu rồi thì tới sang năm là anh ấy 40 năm lương hưu thì nó có quyền đệ đơn xin nghĩa là nước Đức có cái quy định là nghỉ hưu non á với điều kiện anh có ít nhất là 40 năm anh đóng trong quỹ lương hưu tức là một người nói là 67 tuổi mới được nghỉ hưu nhưng mà người đó chẳng hạn 22 tuổi tốt nghiệp đào tạo nghề thì năm 22 tuổi đã đóng vào quỹ lương hưu thì tới 62 tuổi là anh ấy có 40 năm đóng vào quỹ lương hưu thì anh ấy được phép đệ đơn xin nghỉ lương hưu sớm vẫn được hưởng 100% lương ha, ha, hưu ha à, nghỉ sớm 5 năm vẫn được hưởng 100% lương hưu à, nhưng mà nếu anh ấy mới 50 tuổi anh ấy qua đời thì kể như cái bao nhiêu tiền lương hưu của anh ấy thì nếu anh ấy có vợ thì vợ sẽ được lãnh thường túc tức là vợ được lãnh tiếp lương hưu của chồng á à, cho tới lúc vợ qua đời ha? còn nếu mà anh ấy có vợ nhưng mà vợ cũng qua đời ha? thì những đứa con mà chưa tới tuổi trưởng thành sẽ được lượng hưởng tiền tuất của cha mẹ đó tức là cha mẹ đóng vào quỹ lương hưu dù rằng chưa tới tuổi về hưu nhưng mà cái tiền hưu đó sẽ được Lấy ra để nuôi các con Chưa tới tuổi trưởng thành Còn nếu các con đã tới tuổi trưởng thành Đã đi làm Có thu nhập thì kể như là lương hưu này mất Lương hưu này vẫn nằm trong quỹ lương hưu đó Và người khác hưởng Chứ còn Người mất rồi thì không Không được chi trả cái lương hưu Thì như vậy là chúng ta ở đức nên kết hôn mà các bạn nên kết hôn để nghĩa là bạn phải có hôn thú thì người ta mới cho bạn hưởng thường tuất tốt nhất là nên kết hôn tức là bây giờ nếu mà hai vợ chồng đã về hưu thì một trong hai người qua đời thì cái người còn lại vẫn hưởng hai lương hưu tức là một lương hưu của chính mình và một lương hưu gọi là tiền tuất á, của cái người hôn phối của mình Nên được lãnh một lúc hai lương hưu ha đó, tức là ưu tiên cho người có vợ có chồng hơn ha còn nếu không có vợ chồng thì thôi không được lãnh tiền tuất gì hết thì như vậy theo quy định lương hưu á, thì bạn học nghề bạn có đóng lương hưu học xong mà bạn trở về Việt Nam thì liệu bạn á, có được lãnh liền lương hưu lúc đó không? Mình nghĩ chắc là không. Mà chắc khoảng chờ tới bạn là tới tuổi về hưu mới được lãnh. Mình rất là mình nghĩ thôi nghe, mình không không biết. Cái này mình chịu thua thì bạn có thể là như mình nói đến cái nơi phụ trách lương hưu á, hỏi thì xem là mình có được nhận trước lương hưu không nếu mình không trở qua Đức nữa. Đó. Thì bây giờ nếu bạn đi làm ở đức bạn già mà bạn không muốn ở đức bạn muốn về việt nam bạn ở giống như bọn mình nè à, à, thì lương hưu vẫn đi theo ha, các bạn ha nước đức, đức vẫn chi trả lương hưu cho bạn tại việt nam đó thì tại sao bạn thấy cũng có nhiều người việt kiều mỹ là họ về việt nam ở luôn á thì họ vẫn lẫn lãnh lương hưu ha lương hưu là của mình là mình nói đó, các bạn rồi lương hưu là của mình chính phủ chỉ giữ tạm đó thôi chứ chính phủ không có được quyền à. Uh, cúp cái lương hưu của mình ha thì có bất tịch á, thì bạn vẫn lãnh lương hưu đều nếu bạn ở Việt Nam còn uh, như mình nói là nếu chưa có bất tịch á, bạn vẫn lẫn vẫn, lãnh lương hưu đều nếu bạn về Việt Nam nhưng mà không được về quá 6 tháng ha. phải trôi qua chứ không là người ta không cho qua Đức nữa thì bây giờ á, là bây giờ là bạn muốn là lãnh lương hưu một cục ra như ở Việt Nam á, thì bạn phải đóng binh tư nhân đó. còn bạn lãnh đóng bên nhà nước là không được nhưng mà những đức có quy định thế này nè bạn đi làm lương hưu của bạn bắt buộc phải đóng vào quỹ lương hưu của chính phủ của nhà nước đó. bạn không được phép đóng tư nhân đó. còn những người tự hành nghề á, thì được phép đóng tư nhân đó mình mới nói bạn là uh, tự hành nghề ở đức cũng được nhiều cái ưu tiên ha tự hành nghề ở đức bạn không muốn đóng bạn muốn đóng lương hưu của chính phủ thì bạn đóng còn bạn không muốn đóng lương hưu của chính phủ chính phủ cũng không bắt còn bạn là người đi làm tự động là bạn phải đóng lương hưu bạn không nói là tôi không đóng được Đó. tự động cái lương của bạn là phải trích ra vào quỹ lương hưu rồi không thể nào từ chối được không thể nào né được mình nói né chỉ cách là bốn trăm rưỡi mini job hoặc là bạn tự hành nghề thì những người tự hành nghề được chính phủ là uh, cho đặt cách là tại vì tự hành nghề có khi năm nay bạn làm có lời có khi sang năm bạn làm không có lời luôn nghĩa là hành nghề nó không có một sự chắc chắn nó không có sự bảo đảm về cái thu nhập đó còn bạn đi làm bạn có chắc chắn là thu nhập cho nên là chính phủ bắt phải đóng vào quỹ lương hưu ha bạn tự hành nghề bởi vì nó không có sự chắc chắn về thu nhập cho nên chính phủ không bắt nếu mà bắt á thì uh, họ bị phá sản làm sao họ không đủ tiền đóng họ phá sản à, thì rốt cuộc họ không hành nghề được mà nước đức cũng khuyến khích khuyến khích bạn tự hành nghề tại vì bạn tự hành nghề bạn cũng tự lo bản thân của bạn được rồi nhiều khi bạn thuê mướn gọi là bạn cũng tạo công ban việc làm cho người dân ha thì như vậy là khi người tự hành nghề bạn được quyền đóng lương hưu tư nhân hoặc là bạn đóng nhân thọ tùy bạn chọn thôi bạn nó đến các công ty tư nhân hoặc là bạn đến ngân hàng bạn nói là tôi muốn đóng tiền hưu thì người ta sẽ làm hợp đồng với bạn rồi bà họ giữ giùm bạn cái lương hưu đó họ lấy cái đồng tiền lương hưu của bạn họ họ kinh doanh đó hoặc là bạn nói là tôi đóng nhân thọ nhân thọ cũng là một hình thức lương hưu ở Đức ha thì nhân thọ là nó 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 khác Vậy là ví dụ bạn đang đóng mà bạn bị tai nạn hay bị qua đời á thì bạn sẽ được lãnh một cục cho cái người thừa kế đó ha còn lương hưu á mà mình qua đời không ai thừa kế không ai được phép <laughs> lương hưu của chính phủ là vậy á ha lương hưu của chính phủ chính phủ không cho cho nên là uh, tự hành nghề được ưu tiên hơn ha? thì bạn được phép là hoặc là bạn nói tôi đóng lương hưu và bạn, bạn, bạn đóng bảo bảo hiểm nhân thọ ha? tùy bạn bạn thích chọn cái nào bạn chọn ha thì với những bảo hiểm này á bạn được uh, rút ra một lần. Tức là khi mà chẳng hạn lương hưu á thì bạn phải đóng tới khi bạn về hưu 67 tuổi hoặc 65 đối với nữ, 7 đối với nam. Còn bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm hưu của tư nhân á, bạn có quyền đóng à, chẳng hạn tôi. Bạn ký hợp đồng bọn nó là tôi đóng 5 năm thôi. Sau 5 năm á tôi không đóng nữa, tôi rút ra một cục. Thì nhà nước cho phép, ok. Ha, bạn muốn đóng bao lâu đóng hoặc là bạn nói là tôi đóng tới lúc tôi về hưu luôn thì ok. Thì tới lúc mà bạn chẳng hạn mà ký hợp đồng 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm gì tùy bạn. Khi hết hợp đồng thì tổng số tiền bạn đóng đó người ta sẽ tính cái tiền lời của thị trường lên trong thời gian bạn đóng rồi người ta sẽ hỏi bạn là bạn muốn rút ra một lần bảo hiểm một lần như ở Việt Nam hay là bạn muốn là lãnh lương hưu lãi lương hưu thì bạn sẽ lãnh cho tới chừng nào bạn theo ông theo bà ha. Y như lương hưu của chính phủ đó <laughs> Nghĩa là ví dụ bạn đóng bạn nó tôi đóng 10 năm thôi. Thì bạn 30 tuổi bạn đóng đi, bạn đóng nó tới 40 tuổi, bạn nói thôi tôi không đóng nữa, nghĩa là bạn ký hợp đồng 10 năm thôi. Thì ok, tới năm 40 tuổi là bạn được hưởng lương hưu rồi đó. Thì lúc đó là cái bảo hiểm nó sẽ hỏi bạn là bạn muốn lãnh hàng tháng thì nó cũng phải gửi về cho bạn là mỗi tháng bạn sẽ lãnh được bao nhiêu y như cái cái bỉ lương hưu kia ha thì nó sẽ hỏi bạn người ta sẽ hỏi bạn là bạn muốn lãnh hàng tháng hay là bạn muốn lấy ra một cục đó muốn lấy hết ra toàn bộ đó. thì lúc đó là bạn quyết định thôi đó, tức là những người tự hành nghề được phép đóng cho tư nhân và bên lương hưu tư nhân bạn được phép lấy ra một lần luôn. Còn bên lương hưu của chính phủ bạn không được phép lấy ra một lần. Mà bạn chỉ được phép lấy ra từng tháng hưu thôi cho đến lúc bạn qua đời. đó Còn ở bên tư nhân bạn được hai hình thức lựa chọn. <laughs> một là lấy ra một cục, hai là lãnh như của nhà nước là lãnh từng tháng một. Và bên tư nhân bạn được phép lựa là tôi đóng 5 năm, 10 năm, 20 năm tùy bạn thôi, tùy theo cái thu nhập của bạn ha. Còn trên bên chính phủ là không được, mà chính phủ là hãy đi làm là phải trích lương hưu <laughs> chứ không phải được đóng như kiểu tư nhân ha. ha? À, bên tư nhân thì họ nói là chẳng hạn bạn đóng 3 năm các bạn hết tiền bạn kinh doanh không được không có tiền thì họ nói thôi giờ thu ngân để đó thì họ nói ok thì tính lương hưu anh tới mức mà anh đóng 3 năm đó thôi, đó. để đó thôi. rồi chẳng hạn một năm sau bạn đã có tiền mà nó thu đóng tiếp vô nữa thì họ ok hợp đồng với anh là năm 10 năm gì đó, à, tức là bên tư nhân đóng rất là thoải mái, còn bên chính phủ đó đóng rất là chặt chẽ ha các bạn ha. thì tùy các bạn thôi chỉ chứ những người tự hành nghề thôi nghe, còn bạn đã đi làm là bạn phải đóng đó, không có chạy được. <laughs> không tiết không có tiết kiệm được ha. Thì đó là những cái gì mình hiểu biết về lương hưu ở Đức hiện tới thời điểm hiện tại. À, còn về tương lai mình không biết họ có thay đổi gì hay không, không biết chính phủ có thay đổi gì hay không ha các bạn ha. Thì các bạn yên tâm rằng là lương hưu là của bạn. Đấy, chính phủ không có được quyền xài cái tiền đó của bạn đâu ha. Lương hưu lãnh cho tới lúc mình quy tiên ha lương hưu tới tuổi về hưu mới được lãnh, đó. chưa tuổi về hưu mà gặp khó khăn chính phủ sẽ nuôi bạn cho tới lúc bạn về hưu, lúc đó bạn sẽ lãnh cái lương hưu của bạn. Lương hưu bạn thấp quá không đủ sống chính phủ sẽ tài trợ thêm, đó. như vậy đó. Lương hưu là của bạn bắt buộc chính phủ phải trả cái lương hưu đó cho bạn, ha. nhiều hay ít là tùy theo bạn đóng lâu hay mau và đóng nhiều hay ít, ha các bạn. À như mình nói rồi, nếu lương hưu không đủ sống, chính phủ sẽ tài trợ tiếp cho bạn như ông bạn lớn tuổi của mình ở Iceland, lương hưu ổng rất là ít. Thì chính phủ tài trợ hết á, tiền nhà, tiền cửa rồi tiền bảo hiểm y tế, tiền ăn à, tài trợ hết rồi. Tại vì thời đông Đức thì làm đâu có 2 ba năm thôi, còn suốt thời gian mà bác ấy tự hành nghề làm cái tiệm bác ấy không có đóng đồng lương hưu nào hết. kinh doanh phọc phẹt quá chỉ đủ sống đủ ăn thôi không có đóng đồng lương hưu nào cho nên bây giờ là lương hưu của thời đông đức được có đâu có hơn trăm tiền euro đâu đủ đâu, 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 đủ sống đâu các bạn Đó là chính phủ tài trợ hết luôn rồi cho nên mình nói là ở đức mà về hưu thì bạn cảm thấy rất là chắc chắn cuộc sống được bảo đảm chắc chắn lắm còn ở Việt Nam mình thì tương lai mình nghĩ là khi đất nước mình phát triển thành một nước công nghiệp rồi thì tương lai cũng sẽ như nước Đức thôi nha tạm biệt các bạn thắc mắc gì các bạn cứ thể hỏi mình giao lưu tiếp ha mình biết gì mình sẽ chia sẻ tiếp Cảm ơn các bạn đã theo dõi chia sẻ của mình chiếc sau tạm biệt